chồng You are ready, raise your hand. If you are ready, raise your hand or give me a little hand, okay? If you are ready. If you are ready, raise your hand or give me a little hand, okay? If you are ready. Okay. Evening teacher. Bởi vì là lớp mình cũng bắt đầu đông rồi nha, cho nên là cô sẽ tạm thời thế nào nhỉ? Mình tắt mic nha. Hello teacher. Hello. Okay. We need to mute all. Yes. Bởi vì là lớp mình cũng bắt đầu đông rồi cho nên là mình phải tắt mic đi thì cô mới nói được nha. Okay. Yes. Có bạn nha, bảo với cô là xin cô nha. Đó, hôm nay con không làm bài tập à, buồn đó. Okay. Yes. Cô rất là cả lớp ơi có bị đen màn hình không các con? Uyên, cô chào Uyên nha, chào Phạm Hà Linh nha, chào Thiên Kim. Màn hình có bị đen không các bạn? Màn hình có bị đen không? Các bạn có nhìn không? Yes, okay. Cô ơi không ạ? À? Wow, thế là hôm nay lớp mình rất là may mắn nha. Để đợi trước cô cho các bạn vào để mình... Oh, đấy, lại vẽ bậy rồi. Hư rồi nha. Cô tắt vẽ bậy nhá. Chỉ có cô viết lên bảng thôi. Ok. Good evening, Thùy Dương. Yes. We are recording. Yeah. Okay. So, let me see. If you are ready for the class, raise your hands or type in the chat. I am ready. Yes, type in the chat. I am ready. Nếu mà các con sẵn sàng học rồi thì mình bấm vào trong cái box chat để cô biết nha, để mình share screen bài học lên nhá. Đâu vẫn thấy ngồi nhổm nhang lắm. Đâu rồi, ngồi vào chỗ nào. Quickly. Yes, Hà Bảo Anh. Yes. Lê Đặng Minh Tú đúng không? Okay. Minh Khang này, Doãn Bách này, Vũ Gia Linh này. Yes, Ngọc Hân, Ngọc Anh, yeah, Kim Ngân, yes, okay, Hiệp, okay, Hiền, okay, Hiền, oh, Hà Bảo Anh, okay, yes, you're ready, all the class are ready now, yes, okay, Khánh Hà, Andy is ready, Ngọc Hân ready, okay, Ngô Ngọc Anh ready, Ngô Ngọc Anh rất là tích cực luôn, rồi xem nào. Tiền như mạng lag nè. Yes, okay, bây giờ nhá. Let's set the screen. Okay, let's set the screen. I'm sorry that. Cô xin lỗi vì hôm trước ấy là mình bị lỗi Zoom đúng không nhỉ? Cho nên là rất nhiều bạn phải vào lại và không vào được Zoom, đúng không? Thì hôm nay thì cô cũng đã khắc phục được một chút rồi nha. Có gì thì phải nhắn lên nhé. Thì bây giờ mình sẽ sẵn sàng với bài mới nha. Bài hôm trước thì cũng hơi khó một tí, cho nên hôm nay cô sẽ chữa bài kỹ hơn cho các con nhé. Cô ơi, con làm bài rồi ạ. Hiệp ấy không đăng bài cho cô mà bảo cô ơi, con làm bài rồi. Đâu, bài Hiệp đâu? Thì nơi Hiệp đăng lên cho cô nhá. Ok, yes. Today we need to go on the lessons of this. Nào, hôm trước mình có cái bài tập nha. Yeah, okay. Can you see the screen now? Hôm trước là mình có học là thế nào nhỉ? Động từ đúng không?
Rồi, mình có động từ see. Ok, see, nhìn. Tốt, tốt, see, nhìn. Và mình sẽ chia động từ, biến đổi động từ sao cho nó đúng với các chủ ngữ, đúng không nhỉ? Rồi, bây giờ thì hôm trước cô dạy là có này. I see, đúng không? You see. À, we see. They see. À, đây là các chủ ngữ mà khi mà mình đi với động từ thì nó không hề bị thay đổi nha. Quả lắc nha, không thay đổi nha. Ok. Cô nhớ đọc 5 file. Cô ơi, con hay bị thoát ra vào lại. Ok. Cố lên con, đường truyền mạng đấy. Vừa nãy cô cũng bị luôn. Nào, thế còn những cái chủ ngữ mà mình phải biến đổi thì sao? Mình phải thêm S ấy. Thì gồm có các chủ ngữ số ít, đúng không? Các chủ ngữ số ít và là những chủ ngữ như sau. Gồm gì nhỉ? He sees. Ok. She sees. Yes. It sees. And cái tên riêng này, đúng không? Ví dụ như bạn nam nhìn thấy, nam sees, nhìn thấy, sees, nhìn thấy. Và bây giờ mình tiếp tục nha, chưa sang bài tiếp theo nha. Chút nữa cô sẽ cho các bạn xem ở trên Facebook, các bạn gửi bài cho cô nha. He, she, it, đúng rồi, he, she, it, hoặc là tên riêng của một người nào đó, đúng không? Rồi, con tốt lắm. Rồi, tiếp tục nha. Next, bây giờ chữa bài tổng quát trước xem là mình đã làm đúng chưa, đúng không nhỏ? Ok, smell, ok, là các bạn làm theo cô nào. Smell, đâu rồi, cả lớp rồi, where's your hands, smell, đâu tay đâu, where's your hands, now he smells, oh smells, good, ok, smell, các con hít đúng không, ngửi thấy, tốt, nào, ui hồi có vẫn có bạn bây giờ vào muộn này lần sau là phải phạt đấy nhá, now smell. Tương tự như từ sees thì mình có I smell, ok, smell, ngửi thấy. You smell, bạn ngửi thấy. Uh-huh. We smell, cả lớp mình ngửi thấy. Cả lớp mình ngửi thấy cái gì? Smell, yes, ngửi thấy gì? Có, ở trong phòng cô thì đang I smell orange. Cô ngửi thấy mùi quả cam. Yeah. Cô ngửi thấy mùi quả cam ấy. Trong phòng ấy. Còn how about you? Yeah, how about you? Có con comment nhờ? Có con comment nào? Trong phòng con là đang có mùi gì nào? What do you smell? Các con ngửi thấy mùi gì? I'm so happy to see you. Okay, thank you Bảo Châu nha. We keep go on the class. They smell. Họ ngửi thấy. Các chủ ngữ này khi đi với động từ smell chúng ta giữ nguyên, đúng không? Có cái gì để nguyên như thế? Tớ ngửi thấy này. Đây cô viết lên bảng cho các bạn nhìn thấy nhá. Nào, tớ ngửi thấy này. Ví dụ như bạn này này. Bạn ngửi thấy mùi hoa, đúng không? Flowers, yeah. I smell flower. Ok. Flower, nếu bạn nào không biết viết cái từ flower thì cô sẽ viết lên trên này cho các bạn nhá. Nào, flower, hoa. Nếu bạn nào không biết thì có bạn có thể comment cho các bạn khác mà không biết nhá. F L O W E R flowers. Ok, là cái hoa này. Đó, ok. Nào, I smell flower. You smell flower. We smell flower. They smell flower. Ok. The smell giữ nguyên, đúng không? Giữ nguyên. Còn đối với các từ nào nhỉ? Chủ ngữ như nào nhỉ? Chủ ngữ như nào thì smell thêm S các con. Yeah, đúng rồi. Flower. Con ngửi thấy mùi của gió. Wind. Ok. Nào, thế còn các chủ ngữ nào thì mình thêm S vào chữ smell nhỉ? Nào, nhớ không? Chủ ngữ nào nhỉ? Comment for me. Yes,
He smells. Okay. Now, one more time. He smells flower. Okay. He smell. Now, he smells. Okay. Nhớ nha. He smells. He smells flowers. Okay. And next. She smells flower. Good. Tiếp tục nào. It smells flower. And Nam smells or Linh smells flowers. Okay. Bạn làm đúng không? Các con làm đúng không? À, các con làm đúng không? Yes, flowers. Okay. Hôm nay có từ mới xinh xinh thôi. Con chèm một ít từ mới. Là cái từ flowers đó. Yes, okay, yes. Làm đúng nha. Tiếp tục nào. Mình chữa tiếp tục nào. Xem là có đúng hết không nào. Có đúng hết không nào. Mà tại vì là các con bận quá, cho các con không gửi bài tập cho cô thì cô cũng không chữa được bài ấy. Cho nên cô lo lắng cho các con lắm. Đấy. Nhớ làm bài tập xong nha. Chút nữa cô sẽ hướng dẫn các con làm một cái dạng bài tập khác để cả lớp cùng làm nhá. Okay. Taste. Nào đến cái từ taste. Nếm. I have a cup of coffee here. Taste coffee. Cô nếm cái vị cà phê á. Nào bây giờ có những gì nào, có những cái từ gì nào mình tương tự thôi. Mình có nào chữa bài nhá, nào hồi hộp quá nhở. I taste. You taste. We taste. And they taste. Okay. Tất cả những từ này thì mình giữ nguyên. Okay, mình giữ nguyên đúng không? Nào, bạn này đang cầm cái gì đây? What is she holding? Yeah, em vừa nếm kem. Yeah, what is she holding? Yeah, bạn này đang cầm một an ice cream ha. Yeah, an ice cream. Ice cream. Yes. Now, next. Với những chủ ngữ là he, tiếp tục, she, it hoặc là tên riêng thì mình sẽ phát âm thêm chữ s vào đằng sau động từ đúng không nhở? Đó thì để mà phân biệt được cách nói thôi chứ cô vẫn chưa nặng việc về các bạn phải học thuộc ngữ pháp hay gì đâu. Nhưng mà các con nói đúng ấy thì nói đúng càng sớm hơn tốt đúng không nhở? Mình không phải học tiếng Anh bồi, mình học tiếng Anh để dùng được. Right. Nào, bạn nào đúng hết? Bạn nào đúng hết nhỉ? Bạn nào đúng hết? Comment cho cô nào. Bạn nào đúng hết không? Yummy, yummy, yummy. Yes. Con Thiên Kim đúng hết. Nhật Toàn. Nhật Toàn có đúng hết không? Cho là một. Me. Con đúng hết. Lương Hà An chính xác. Quỳnh Anh. Me. My. Đây là my là của tôi. Me mới đúng. Yeah, okay, now, next, nào, cô đọc lại một lần nữa cho các bạn biết nhá. I taste. Mình nếm, đúng không? Ví dụ như là hôm qua là cô được ăn bánh kem. Đó, thì cô nếm. I taste cake. Okay. You taste. Bạn nếm, đúng không? Bạn nếm, rồi. Okay, we taste. Chúng mình cùng nếm thử một món ăn gì đó đúng không? Nếm thử cái gì đó. They taste. Họ nếm. Rồi. Mọi người được ăn là mình hình như là không được ăn đấy. Yes, okay, nào. He taste. He taste. Nhớ là phải thêm cái gì đây? Thêm gì cả lớp? Nào comment cho cô thêm gì cả lớp cho cả lớp đều nhớ nào. Ăn. Cả lớp phải thêm nhớ nào. Với he, she, it mình thêm gì? Với he, she, mình thêm gì vào sau động từ? Thêm nào. Một, Nguyễn Thu Hiền, Lương Hà An, Hiền Thục. Yeah, chính xác rồi. Thêm S và lần này sẽ là lần cuối cùng có nhắc nha. Okay, he tastes, she tastes, it tastes, Nam tastes. Okay, tastes, sao ta ra đấy. Okay. Hơi khó đọc một chút nhưng mà mình cố gắng lên nhá. Ok, nào tiếp tục. Here.
We have. I hear the bird sound. Cô nghe thấy tiếng chim hót đúng không? I hear the bird sound. You hear the bird sound. We hear the bird sound. They hear the bird sound. Tớ này nghe thấy đúng không? Tớ này nghe thấy. Bạn nghe thấy, chúng ta nghe thấy này, họ nghe thấy này, từ hear động từ. Động từ là những từ chỉ hành động đúng không nhỉ? Những từ chỉ hành động. Đó, những từ chỉ hành động này khi đi sau những từ như I, you, we, they hoặc là các chủ ngữ số nhiều thì thế nào? Thì giữ nguyên đúng không? Rồi mình không làm gì cả, mình cứ bê nguyên vào như tiếng Việt ấy. Tôi thấy, I hear đúng không? Bê nguyên như tiếng Việt. Nói y như tiếng Việt. Tôi nghe thấy, I hear. Okay. Nhưng mà bởi vì tiếng Anh nó khác tiếng Việt một chút là phải biến đổi đúng không? Biến đổi một tí thôi. Thì bây giờ có những từ sau he, she, it và tên riêng thì động từ theo sau đó phải thêm s và cả lớp đều đã nhớ rồi. Đừng quên nha, cô nhắc lại một lần nữa nha. Các động từ có nghĩa là các từ chỉ hành động á. Ok, ví dụ như chạy này, chơi này, bơi này, hát xì này, đánh răng, rửa mặt. Đó, đấy là gọi là những từ chỉ hành động. Thì khi mà đi với chủ ngữ gồm I, you, we, they like this. I, you, we, they hoặc là chủ ngữ số nhiều như kiểu là Mai, Nam và Trang chẳng hạn là ba người rồi. Đấy, thì mình sẽ cộng với các cái động từ nó không chia đúng không? And với các chủ ngữ nha, như kiểu là anh ấy, cô ấy, nó và nam hoặc là tên riêng gì chủ ngữ số ít đấy. Ok, thì các cái từ chỉ hành động này phải thêm nhân cuối nha, thêm s. Nhớ chưa nào? Nhớ chưa nhỉ? I hear the voice of the family. Yes, I hear the sound from the traffic. Cô nghe thấy tiếng xe ở ngoài đường ấy kìa. Đấy, xe tải ấy. I hear the sound from the traffic. Okay. Mm-hmm. So, tốt lắm. Cả lớp ấy có vẻ là rất là hiểu bài rồi. Bởi vì bài này rất là khó. Bài khó đây. Cô phải nhắc là bài khó đối với tuổi của các con đó. Nào, so. Thế thì bây giờ mình làm bài dễ một tí nha. Okay, cả lớp là sẵn sàng chưa? Tay đâu? Raise your hands. Đặt tay lên trên bàn phím nhá để chuẩn bị bật bóc chat lên và comment cho cô đáp án nhá. Đâu rồi? Ok, nào nghe được không nè? Page 32. Activity 14. Listen. Match and say. 1. I see with my eyes. I see a painting. 2. I taste with my mouth. I taste chocolate cake. 3. I hear with my ears. I hear a guitar. 4. I smell with my nose. I smell a flower. Okay. Cả lớp có nghe được không? Cả lớp có nghe được không nào? Chuẩn bị điền đáp án nào. 1, 2, 3, 4. Nghe được không nhỉ? Yes. Nào bây giờ có I see with my eyes. Thì bạn này, bạn ấy nhìn bằng mắt đúng không? Đương nhiên rồi, nhìn bằng mắt thì chả nhìn bằng tay được đâu. Nhá. Ok, I see with my eyes. Yeah, thì bạn ấy see cái gì? Bạn ấy nhìn được cái gì nào? Bạn ấy nhìn được cái gì? One. Ok, cô cho nghe lại một lần nữa nhá. Ok. Page 32. Activity 14. Listen. Match and say. Why are you fighting? One. I see with my eyes. I see a painting. Yeah. I see Two. With my... I taste... I see with my eyes. I see a... Painting, yeah, good girl, good boy. And
Nào bây giờ cô tiếp tục nhá. Tiếp tục nào, bây giờ mình sẽ lấy cái bút để mình tô lên đây xem nào. Tí nữa mình kiểm tra đáp án cho cả lớp nhá. Ok. I see with my eyes. Nhớ nhá. I see with my eyes. I see a painting. Tí nữa xem là có đúng không nhá. Ok. Next. I taste with my mouth. I taste chocolate cake. Now, next. I taste with my mouth. I taste with my mouth. I taste what? Taste what? Taste what? Now, ngửi cái gì, cái gì? Biết là gì rồi, nhưng mà bạn ấy thực chất là bạn ấy đã nếm được cái gì nào? Các bạn có thể comment cho cô cái từ đấy không? Bạn nào comment được cho cô cái từ đấy nào? Bạn ấy đã nếm được cái món gì đấy? Con ốm, cô ốm hả cô? Nah, I'm not. Too deep chocolate, socola, cake. Okay, I taste with my mouth. I taste chocolate cake. Okay, chocolate cake. Good. Nào, cô sẽ viết vào đây nhá, cô sẽ nối vào đây cho các con nhá. Yeah, okay, good. Well done. Tiếp tục. I gì nào? Tiếp tục nghe nhá. Here. 3. I hear with my ears. I hear a guitar. Yeah. So, what's the answer here? I hear with my ears. I hear what? Hear what? I know this. You comment that the 3A, but I want you to comment the answer. Cô muốn các con comment cái chữ đấy cô. Trời ơi, nghe thấy cái gì? Guitar, chính xác, exactly. That's the thing I want you to do. Mình nghe được cái gì mình phải comment ra đúng không? Mình đâu chỉ có điền ABCD đâu đúng không nhỉ? Mình comment ra, bạn nào không biết viết. Guitar, bạn nào biết đánh văn không nào? G-U-I-T-A-R. Guitar, okay. Okay, trong tiếng Việt mình hay đọc là guitar, okay, guitar, okay. Nào, tôi có nối và xem nào, chị được kiểm tra nha. Cô trò mình cũng hồi hộp lắm ấy, chứ có biết là có đúng hay không đâu. Nhưng tị đã kiểm tra sau đúng không nhỉ? Nào, tiếp tục nào. 4. I smell with my nose. I smell a flower. Okay. I smell with my nose. Okay. I smell with my nose. Đúng chưa? Bạn ấy chả mất cái âm gió nào hết. I smell what? Smell what? Flowers! Okay. Yes, flowers. Now, can we check? One, C. Two, D. Three, A. And the last one, of course, for B. Good job, class. Good job. Cả lớp làm đúng lắm nào. High five nào. High five nào. Giơ tay lên trên màn hình nào. Yes, high five. Đâu có xem nào. Có xem màn hình của các con đâu. High five, yes. Các con high five nào. Yes, of course. Vũ Gia Linh đâu? High five của cô đâu rồi? Okay. Tốt lắm cả lớp. Rồi, tiếp tục. Tốt lắm. Đấy chưa, tức là bây giờ học một thời gian là cô cho nghe nhiều là nghe cũng khá rồi đấy. Không đùa nhở. Các con cố gắng ở nhà nhá. Cô ơi, con không nói. Ồ, chắc là do bị ốm. Ok, nào tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá, không nói được thì comment cho cô nhá. Ok, cô đọc lại nào. I see with my eyes. I see a painting. Nào, nếu mà bạn nào không biết thì cô sẽ cho các bạn cái từ mới luôn, painting. Thường thường mình sẽ có cái từ là picture, bức tranh ấy. Thì cái painting này nó là bức vẽ đó.
cũng đã cũng vượt như nhau mà cái painting thì nó rõ ràng hơn, nó là cái bức vẽ. Ok, painting, một cái painting, a painting, good. And we have từ vừa rồi là có cái từ guitar đúng không? Ok, có rất nhiều bạn biết rồi nhưng các bạn chưa biết thì cô ghi cho đây để các bạn lúc nào mà xem lại video thì các bạn sẽ biết được từ mới nhá. Ok, nào tiếp tục nào, tiếp tục nào. Từ gì nhỏ, cái từ chocolate cake nào, bạn nào comment cho cô, tự nhiên cô quên mất cách viết rồi. Có ai comment cho cô mà cô quên mất cách viết cái chữ bánh 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 ấy, bánh bánh sô cô la viết như nào? Bánh sô cô la viết như nào nhỉ? À yeah, thank you, có bạn gợi ý cho cô rồi. chocolate đâu nhỏ? Chocolate. Cake. Đó. Thank you nha. Thank you các bạn nha. Gợi ý quá chuẩn. Nào tiếp tục. Có từ vừa nãy cô cho biết này. Từ ngửi tí hoa đúng không? Flowers. Okay. Flowers. Good. Okay. Yeah, I see. I see with my eyes. I see a painting. Khi mà các bạn đọc nhanh được thì các bạn sẽ đọc như vậy đúng không nhỉ? I taste with my mouth. I taste chocolate cake. I hear with my ears. I hear guitar. I smell with my nose. I smell flowers. Okay, great. We will clear out the drawing and keep going. Nào hôm bây giờ nha, bây giờ tiếp tục nào. Có cái bài tập này, hôm trước cô có ra một cái bài tập gì nhỉ? Có cái bài tập mà ở trên Facebook này. Cô sẽ cho các bạn xem. À thôi không ở Facebook nữa, mình sẽ mở thẳng lên trên này đây. Nào tiếp tục nha, cái này hôm nay hay cực. Ok. Hôm trước mình viết rồi, mình học viết rồi. Hôm nay mình học mà mình vừa viết vừa nói đi. Hôm nay nào. Do you know about her? Có bạn nào biết nhân vật hoạt hình này không? Do you know about her? I'm sorry to bother you, but I know it's busy with your work, so I'm going to the office. Who is stating to me? Okay, do you know her? Yes, okay, what's her name? Lo Lem. No, you don't know. Có biết Lo Lem nào? Do you think that? Do you know? Công chúa ngủ trong rừng? No, it's not. Okay, I will share you about her, okay? Let me turn on the Alice in Wonderland, if you know about this. Ok, có bạn nào biết không? Do you know her? Alice in Wonderland. No? Do you want to see? Công chúa tóc dài, alien. Ôi trời ơi, alien. Nào, bây giờ cô sẽ cho xem nha. Xem hôm nay là cô cho học với các bạn nào đây. Yes, can you see the screen? Alice in Wonderland. Alice ở xứ sở thần kỳ. Yeah, this a film of Disney. Alice in Wonderland, the story. Yeah. Các bạn biết chưa? Biết cái này không? Công chúa ngủ trong rừng á, nhiều bạn nhầm đấy. Con không nói. Alice. Yes, exactly. Alice. Trong tiếng Việt mình gọi là Alice hay đọc Alice cũng được. Nào tiếp tục nha. Các bạn nhìn thấy Alice rồi đó. Mình cứ gọi là Alice nha, cho dễ nha. Thì bạn Alice, hôm nay cô sẽ muốn cho các bạn cô sẽ muốn các bạn là tả về bạn Alice, xem là bạn ấy có những cái gì nha. Đầu tiên là trên ảnh của cô trước, xong tí nữa cô sẽ cho bạn xem một đoạn video ngắn để chúng mình cùng come in nha. Ok, started. Ok, let's. We have a
three pictures here. Yes, we have three pictures. Look at the picture one. Look at the picture one. Picture one. I want you. Mình sẽ viết lên trên đây để mình có thể xem là tả bạn Alice nào nhá. Okay. Yeah, đầu tiên nào. Her name is Alice. Okay. Tên cô ấy là gì? Her name is Alice. Hoặc là mình có thể dùng là cô ấy là Alice đúng không? She is Alice. Rồi, thế là xong rồi. Hôm nay viết xong là phải kể chuyện nhá. Hôm nay phải quay kể chuyện đó. Cô cho mấy câu chuyện xong về mình tự viết một câu chuyện xong thì mình kể nhá. Được. Được chưa hả? Ok, tiếp tục nào. Tiếp tục nha. Xem đi cô. Trời ơi, nó cho xem nhá. Nào, tiếp tục. Next. Nhìn bức tranh one. Ok, picture one. Now, what does he, she have? What does she have? Cô ấy nào tả về ngoại hình cô này. Cô ấy có những cái gì nào? Ok, tả ngoại hình nào. Cô ấy có những cái gì là ngoại hình của cô ấy trước nhá. Ngoại hình của cô ấy trước nào. Look at the picture. Nào các con, tả cho cô xem nào. She long hair. Ok, she long hair. À, cô ấy ngủ. Ok, now Minh Khang, yes, cô ấy ngủ. Sleep. Sleeping. Nào, bây giờ mình tả ngoại hình trước. Mình tả ngoại hình trước nha các con nha. Nào, có bạn ghi đúng rồi. Long hair rồi, cô sẽ ghi vào đây cho các con nha. Cô sẽ ghi vào đây cho các con này. Ok. She. Nào, đúng rồi, cái động từ have hôm trước mà đi với she thì phải như thế nào nhỉ? Như này à? Cô ấy có viết như này à các con? Hay viết như nào? Viết như này à? Đúng không? Có đúng không? Bài hôm trước học rồi. Đúng không nhỉ? Đúng không các bạn? She long hair. Cô ấy có một mái tóc dài nào. Cô ấy có một mái tóc dài nào. She has. Ôi, oh my god. Why you so intelligent? Tại sao lại thông minh thế nhở? Tại sao lại thông minh thế nhở? Nào, she has. Nào, cô nhấn mạnh nha. She has long hair. Nào, thế bây giờ màu tóc là màu gì đây? Màu gì nào? Các bạn biết màu gì không? Có bạn vừa nãy cô nhìn thấy đúng rồi đấy. Có bạn comment đúng rồi đấy. Cô muốn hỏi cả lớp. Yellow. Yellow. Excuse me. Nào, ok. Nào, thì cho ở màu tóc ấy. Ừ, đúng rồi. Màu vàng thì chúng ta đều biết là yellow. Nhưng mà đối với cái màu tóc thì mình sẽ dùng từ blonde. Ok, blonde hair. Blonde. Ok, blonde. Thế đây này. Thế này. Thế nào? Như thế nào thì đúng? Ôi. She has long hair nào? Các bạn comment cho cô nào. Yellow hair. Chúng mình không dùng từ yellow hair nhá. Nào, tiếp tục nào. Yellow là chỉ dùng cho quần áo. Đúng rồi, vật. Đúng rồi, thế thôi. Quần áo, vật. Rồi, đấy. Màu trời, thứ yellow. Yeah. Cái tóc thì mình sẽ dùng từ blonde nhá. Tiếp tục. Nào, bây giờ ngoài tóc ra thì cô ấy có gì? Cô ấy có một cái... Cô váy như nào nhỉ? Màu gì nhỉ? Cô váy màu gì? À, đó tả người trước. Ok. Nào, cô có váy màu gì? Dress. An Phú chính xác. Ok. Blonde. Cô có váy màu gì nào? What color of her dress? What the color of her dress? Dress, váy. What color? Blue and white. Yeah, exactly. She has. Ok, tốt lắm rồi. Chính xác. Nào, she has. Comment đây nhỉ? Các bạn cùng đọc nha. She has a blue and white dress. Good boy, good girls. Now, she has a blue and white dress. Now,
Và cô ấy đang làm gì nhỉ? Cô có cái từ là hold, nào giữ đúng không? Ôm. Nào giữ nào. Nào ok, có nghĩa cô có cái từ hold là từ giữ, giữ lại ôm lấy đúng không? Thì bây giờ cô để như này được không? Đây là động từ đúng không? Từ chỉ hành động thì cô để she hold cái này được chưa? Phải như nào? Nào she hold a cat, cứ tạm thời là như thế nhá, a cat. À, cô biết là thế rồi. She holds a cat. Well, now quickly. She has a dress. Yeah, house. Oh my God, you so. You are my student. Now, now cô vẽ cái chữ S để nhìn cho nó khác một tí nha. Now she has. Now cô đấy cô viết để nhấn mạnh thôi nha. Chứ, ok, cô nhấn mạnh đấy là phải có chữ S đằng sau đúng không? Yes. Her name is Alice. She has long hair, hoặc là long blonde hair được. Đây, cái từ blonde này nếu mà bạn nào không biết. Now, she has a blue and white dress. She holds a cat. Nào, thế bạn ấy tiếp tục nào. Và tiếp theo là bạn ấy có cái what color of her shoes? À từ từ mình tải cái con mèo nó màu gì nhỉ? What color of the cat? Now color black, ok. Thế bây giờ thế nào nhỉ? Biết thế nào? It đúng không? Nó đâu? It is black. Nào, tốt lắm, cứ đợi xem một hình, trời ơi, học cũng học, đợi xem một hình, tị cho xem nhá. Chí nó cho xem. Tiếp tục nào, bây giờ có cái tiếp tục mình đi xuống dưới nào, giờ có cái đôi giày rất là xinh, ok. What color of her shoes? Các bạn comment cho cô nào, what color of her shoes? Black shoes and black cat. Red, chính xác, black. Nào, bây giờ cô sẽ viết cả câu cho các con nha. She has black shoes. Và bạn ấy đeo hai đôi giày cho nên phải thêm S nha. Mà hai chiếc giày đúng không? Một chiếc giày là su và hai chiếc thì phải thêm S đúng không? Hai chiếc là số. Nhiều rồi. Thêm S vào danh từ đúng không? Những danh từ, từ chỉ đồ vật ấy. Như cái từ shoe này, những danh từ nha, danh từ. Bữa nay mình học về động từ đúng không? Những danh từ mà chỉ số nhiều. Danh từ nha, từ chỉ đồ vật mà số nhiều thì phải thêm S vào cái danh từ đấy. Ok. She has black shoes. Now, and now thế còn how about socks? Her socks. Còn cái tất của cô ấy thì sao? How about her socks? What color of her socks? What color of her socks? Now, cô sẽ comment vào đây nhá. Cô sẽ comment vào yellow. Socks. Vào lễ Giáng sinh ý, xong thì các bạn sẽ treo những cái socks lên trên lò, ở trước cửa lò sưởi này, hoặc là trên cửa nhà, hoặc là trên cây thông, đúng không nhỉ? Để lúc nào mà có ông già Noel đến ý, đúng không? Để quà vào trong cái socks gì đó, đó là cái đôi tất, đúng không? Yes, okay, he has white socks. Thì cô sẽ ghi vào đây, and white socks. Nào, mình xem nào. Mình xem là câu chuyện mình viết đến đâu rồi. Okay. Her name is Alice. Cô ấy, tên của cô ấy là Alice. Hoặc là mình có thể nói là she is Alice. Cô ấy là Alice. She has long hair. She has a blue and white dress. She holds a cat. It is black. She has black shoes and white socks. Okay, cô ấy có những chiếc giày màu đen và những chiếc tất màu trắng.
Nào tiếp tục nào, thế bây giờ mình tả xong bạn ấy rồi đúng không? Mình biết là Alice là bạn như nào rồi, là cái cô gái mà đang ôm mèo đi tất màu trắng, đeo giày màu đen và mặc cái váy màu xanh, tóc dài màu vàng đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ tả về hành động của cô ấy nhá. Mình xem là cô ấy đang làm cái gì nào. Ok, đầu tiên là bạn ấy làm gì đây? Look at the picture true, look at the picture true. Làm ngoan là nhanh để cho xem hoạt hình nào. True, look at the picture true. What? Eat. Okay, let's eat. Okay, eat. Okay, now there's a. Tao nói vừa nãy mình học từ gì ấy nhỉ? Mình học cái từ gì nó cũng không hẳn là eat. Mình chỉ nếm ấy, mình chỉ nếm một tí thôi. Eat pizza. Okay. Cô nhìn cũng giống cái pizza ấy. Cô nhìn cũng giống cái pizza. Taste. Okay. Taste. Thực ra là đến cô là cô cũng không nhìn ra cái này đâu, nhưng mà theo chuyện thì nó là cái nấm ấy, cái miếng, cái một cái nhúm của cái nấm, cái cây nấm ấy, đúng không? À, đây là trong chuyện là nó ghi thế, còn lớp mình nhìn đây giống cái bánh mì hay là pizza thì cũng được. Ok. Ok, thế hôm nay mình dùng từ test thay vì từ eat nhá, hoặc là cô ghi cả hai lên cho các con nhá. À. I less taste. Nào, test thì như nào? Hoặc là eat nhá. Nào. Thế bây giờ nếu mà có a list này thì mình phải cái từ test hoặc là từ eat thì mình làm nào? Mình nào? Mình để nào? Mình để nguyên à? Các bạn bảo đây là cheese, có bạn bảo đây là cheese, có bạn bảo đây là pizza, có bạn bảo đây là bread. À, cái cô sẽ ghi ở đây hoặc nên có thể là pizza cũng được đúng không? Chả sao cả. Pizza hoặc là cheese, hoặc là bread. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó không quan trọng là bạn ấy đang ăn cái gì, mà cô muốn là các bạn phát âm đúng câu. À, đúng rồi các con, đúng rồi. Là bây giờ Alice test với eat để nguyên này à? Đúng rồi Ngọc Anh, đúng rồi, chính xác. Thêm gì các con, thêm gì đây? Ngọc Anh điền quá chuẩn luôn, Ngọc Anh hiểu bài quá, cô yêu Ngọc Anh. Nào, test thêm s, eat thêm s vào đây. Đúng rồi. Cô ấy, Alice thì nếm, ví dụ như đây là cheese đi, ví dụ như đây là phô mai. Alice thì nếm vào phô mai, hoặc là Alice thì ăn phô mai. Yeah. Uh-huh. Ok. Bằng cái gì? Cô ăn bằng gì? Bây giờ hỏi hơi stupid một chút là cô ăn bằng gì đây? Cô đang làm gì? With gì đây? With gì nào? With gì nào cả con? Ơi, with her mouth. Đấy là chi tiết thôi để hiểu bài thôi, chứ không ai ghi with her mouth đâu nha. Ok, nào tiếp tục. Picture three. Ok, nào picture three. Now Alice, smell or see. À, bây giờ mình coi như là cô đang nhìn xuống đi. Look down, ok. Còn see, cô nhìn thấy, đúng không? Cô nhìn thấy nào. She, cô ấy, cô không muốn lập từ cho nên là cô sẽ dùng cái từ cô ấy, đúng không? She gì nhỉ? She nào? Thế cô dùng từ see nhá. She ở để nguyên này à? She and smell a flower. Thế cái để nguyên này có biết đúng chưa? Cô Ngọc biết đúng chưa các con? She see and smell flower. What do you think? Oh, she seeing flower. Trời ơi, chuẩn. See. Nào, thêm gì? Thêm gì vào đâu lại ghi mỗi cái chữ đấy thì? Cô biết đúng chưa? Thêm cái gì ở đâu? Thêm, biết là ép rồi nhưng mà thêm vào đâu ghi cả cái chữ này cô xem nào. Có bạn nào comment cả câu cho cô xem nào. Comment cả câu. She see and smells the flower. Nào, có, ở đây mình có mấy động từ nhỉ? Ở đây mình có hai hành động đúng không? Mình có hai hành động. Đầu tiên là mình see. Ok. Và mình smell. Thì có bao nhiêu động từ thì phải. Đây là thế nào? Phải như nào? Cứ bởi vì đây là chủ ngữ chính đúng không? Chủ ngữ chính, chủ ngữ ai? Ai đó đúng không? Ai đó là cái người mà đang làm cái gì đó ấy, cái người mà gây ra cái hành động này á.
Ví dụ trực tiếp ở đây đó là bạn Alice, đúng không? Thì cô gọi bạn ấy là cô ấy. She sees Timmy and smells Timmy's flowers. Và hôm nay cô sẽ cho các bạn 3 bức tranh hoặc là 4 bức tranh để các bạn tự viết lên một câu chuyện nha. Đầu tiên là mình sẽ tả cái nhân vật. Ở đây thì cô thì không sáng tạo lắm tại vì là cô thì cũng không giỏi bằng các bạn ấy, cho nên là cô chỉ gợi ý cho các bạn thôi là đầu tiên nhá, để mình kể chuyện nhá, thì mình sẽ tả về nhân vật trước này. Ví dụ như ở trên này là cô tả về cái bạn Alice đấy, đúng không? Đó, cô tả về cái bạn Alice trước. Sau đó thì mình mới tả về hành động. Đấy, đây là mình mới nói về câu chuyện. À, đó. Thì đấy là cô hướng dẫn như thế. Còn về nhà, chút nữa cô sẽ cho các bạn từ 4 đến 5 bức tranh. Đấy, từ 4 đến 5 bức tranh cho các con. Thì các con sẽ tự kể một câu chuyện dựa trên những bức tranh các con đã thấy. Để mình chuẩn bị thi một cuộc thi đó là Super Kids. Nào, bây giờ nha. Bây giờ mình, đúng không? Bây giờ cách để kể chuyện là cô sẽ ghi ra đây. Cách để kể chuyện nhá. Cô sẽ hướng dẫn các bạn nào, bởi vì là lớp cô Ngọc toàn các bạn giỏi thôi mà chưa thấy bạn nào được học bổng hết. Đấy, tại vì là các bạn lại giấu giỏi. Phải cố lên, tại vì các anh chị được học bổng, các bạn được học ở đây, thích thật. Nhớ nhá, nào bây giờ cô hướng dẫn nào. How to create a story. Nào, bây giờ làm thế nào để có một cái câu chuyện, đúng không? Nào, bây giờ thì trước tiên là mình phải tả nhân vật, đúng không? Describe. Oh my God. Yeah, describing. À, ở trên này cô viết sai rồi này. Ở trên này cô viết cái tiêu đề nó bị sai rồi này. Chỗ này phải thêm S à. Cái từ này nó phải có chữ S ở đây. Rồi. Xin lỗi cả lớp. Nào, describing. Đầu tiên là phải tả, đúng không? Tả. Tả với nhân vật. Không những tả với nhân vật mà mình còn phải tả về, mình phải miêu tả này, mình phải miêu tả. Không những về nhân vật mà còn phải miêu tả về cảnh nữa. Đúng không nhỉ? Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp theo mình sẽ, thứ hai là mình sẽ thế nào nữa? Đầu tiên tả nhân vật rồi, xong thế nào nữa? Các bạn hướng dẫn cô nào. How you spell your name? Con không học giỏi này cô. Úi giời ơi, học đi con. Học nhá. Wow, có bạn viết hẳn cả câu chuyện rồi đây này. Nào. Tiếp tục nhá. Cố lên nào. Bây giờ còn nữa nhỉ? Bây giờ ngoài tả rồi xong mình thì như nào nữa? Mình còn phải kể, đúng không? Chào lên. Rồi, kể thì mình sẽ kể sự việc xung quanh nhân vật, đúng không? Đó, ví dụ như hôm nay cô sẽ kể một câu chuyện cho các con về việc làm thế nào mà cô có thể chữa Zoom được, đúng không? Thì cô sẽ kể nhá. Hôm nay ví dụ thôi là hôm nay trời thì tối mà đèn thì yếu đấy, thế là cô mà để còn sắp lớp phải vào lớp học với các con nữa mà Zoom của cô thì lại hỏng đấy, bắt đầu cô nói cô tả hết là máy hỏng rồi là mạng yếu các thứ, đúng không? Rồi thế là làm sao để cô khắc phục đấy, là cô sẽ gọi người giúp đỡ đấy, thì là giúp đỡ như nào, ra làm sao, và cuối cùng là cô đang ngồi đây vừa với các con. Đấy thì là cả câu chuyện mình chỉ thế thôi. Và bài tập của chúng mình thì sẽ có những bức tranh và cho các con tự thỏa sức sáng tạo với câu chuyện của mình. Còn bây giờ nhá, Mình sẽ thử xem một chút. À no, tôi không muốn dạy cái này. Mình sẽ thử xem một chút Alice ở xứ sở. Cô ơi, greet. Greet xem đi cô nào. Her name is Alice. Ok, xem nhá. Xem nào. Để cô một tí. Bây cô tắt đi, cô cho các bạn xem Alice một chút nha. Ok. Nào các bạn, như các bạn có muốn tả chuyện, các bạn muốn kể chuyện nhá, thì các bạn phải nhớ cho cô các bước kể chuyện. Còn bây giờ cô sẽ tìm Alice cho các bạn nha.
đợi con một xí, đợi con một tí thôi, đợi con một tí thôi, con mở cho các con. Để cô giới thiệu bạn Alice. Ồ, lạ nhỉ, sao mà các bạn Okay. Hello. Nào, bây giờ bắt đầu nha. Con mong quá. Biết rồi bạn ơi. Đây, bạn ơi, đợi mình tí. Mình đang mở cho các bạn xem này. Nào. Okay. Now look at the screen. Look at the screen. Bây giờ nha, đây là chỉ có 15 giây thôi. Chỉ có 15 giây thôi. Và cô muốn là các bạn thử xem là có những nhân vật nào này. Rồi, tả nhân vật cho cô này. Tả nhân vật cho cô trước. Yeah, we're describing first. So let's start. How can I find her? Well, some go this way, some go that way. But as for me, myself, personally, I prefer the short cut. Oh! Nào, bây giờ các bạn có biết trường hợp của bạn Alice? Trường hợp của bạn Alice này là như nào không? Các bạn có biết không? Bạn này nói hơi nhanh đúng không? Thế có cần cô cho chậm lại không? Hay mình cho chậm lại một chút nhá. Ok. Mình sẽ cho chậm lại một chút. Ok. Nào, bây giờ xem nào. Bây giờ mình sẽ xem, mình sẽ xem nào. Dạ, dạ, ok. Bây giờ nhá, cho cô là biết là có bao nhiêu nhân vật này. Rồi là tả cho cô nhân vật này. Đấy, để describe cho cô nhá. Describe cho cô rõ đây là có bao nhiêu nhân vật. Nhân vật đó như nào? Ok, nào, ok. Let's start it. How can I find her? Well, some go this way, some go that way. But as for me, myself, personally, I prefer the short cut. Okay, now first of all, come in for me. Yes, we have how many characters here? How many characters? Who know? How many characters do you know? Có bao nhiêu nhân vật? Surprise. How many? Two, of course, we have two characters. And what are they? Còn, còn đó là những ai? Đó là những cái gì? Đó là những ai? Có những nhân vật như nào? Nhắn cho cô nào. Who and what are they? Who and what are they? Là những ai? Là những cái gì? Đi cho cô nào. Con không biết. Đúng rồi, trong nào thế trong câu chuyện thì cô ơi, chậm hơn nào, tiếp tục nào. Chậm hơn, ok. Chậm hơn một tí nữa. Nào, lại một lần nữa. How can I find her? Well, some go this way. Some go that way. But as for me, myself, personally, I prefer the short cut. Oh! Yes, okay. Alice, chúng ta có bạn Alice và có cái bạn gì nữa nhỉ các bạn ạ? Yes, Alice and Cat. Okay, great. Mèo béo qua cô ơi. Nào, thế bây giờ nha, mình có Alice rồi. Alice thì mình vừa kể rồi, mình vừa tả về Alice rồi.
Thì bây giờ cô muốn các bạn tả về cái bạn hello the cat here. Okay, look at the cat. Look at the cat. It's so great. Cô màn hình bị đen. Okay. Look at the cat. Look at the cat now. So, can you describe me the cat? Can you describe me the cat? Okay, we all know that it is so fat. Yeah, but it's so cute. Now, cat. Cat you now. How is the cat? Cat you now. Cat ra làm sao? Cat như nào? Chứ phải tả con mèo chứ. Bây giờ cô để nguyên con mèo này. Cô để nguyên hiện trạng này. Nào, cái cat như nào? Cat như nào? Yeah. Béo. Mèo béo quá. Ok. Thế bây giờ nha. The cat. Now, what color? Rồi bây giờ mình tả con mèo nhá. Mình tả con mèo của cái bạn Alice này gặp ở trong xứ sở thần kỳ nhá. Cái bạn mèo này mở ngoài là cô mang về cô nuôi luôn đấy. Bạn này quá được luôn. Nào, yes, oh yeah, it has big mouth. How you get? Gia Hân à, 10 điểm. Cô mà có sticker cô cho hết Gia Hân luôn này. Đúng rồi. Cat pink, it has mèo màu tím. Ok, nào bây giờ mình có là he has a big mouth. Đúng rồi, đây là một cái đặc điểm rất là rõ ràng ở cái con mèo này. Mèo béo, fat. Nào, he is fat. Nó mèo béo đúng không? He is fat. Bây giờ nó có cái gì đã? He has big mouth. Rồi, thế còn bây giờ thì nó có thế nào? Nó thì màu gì nhỉ? It is. Nào, nó thì màu gì đó? It is. It is. Vừa nãy có bạn nào? He has a big mouth. Quá chuẩn luôn ra Hần. Cho hết sticker ra Hần. Cho sticker. Hay là lớp mình sau tích sực mình sẽ chơi cái bài mà tích điểm sticker nhỉ, xong thì cô bạn nào mà tích nhiều sticker xong cô gửi quà về tận nhà ấy, chơi phải như thế ở lớp mình học nó mới sôi nổi đúng không? He has big mouth tím. Ok, thì bây giờ cô sẽ ghi cái này cho các con nhá. Nào, he, và cô điền từ, bây giờ cô sẽ gọi bạn là anh ấy đi. Ừ, gọi là nghệ thuật nhân hóa đi. Ok, gọi là chú mèo đúng không, chứ không gọi nó là nó nữa. He is màu tím, purple. Và màu gì nữa? Chỉ có mỗi màu tím nè. And pink. À. Tím răng. Yeah, pink. She has big cat. Oh my god. She is. Nào bây giờ nó thì anh ấy thì béo thì phải nói là he is, anh ấy thì fat, very fat. Như cô ấy, cô cũng rất là béo. Very fat. À. But he's so cute. Đúng không? Nhưng anh ấy thế nào? So cute. Rất là đáng yêu đúng không? Yeah, cô rất thích cái bạn mèo luôn. Cô sẽ thích là cô cũng phải bạn mèo cực. Yeah, okay. Đúng không? He has a big mouth. He is purple and pink. He is very fat. But he is so cute. À, và cái cách nói chuyện của bạn ấy cũng rất là nhẹ nhàng, từ tốn. Và cái câu chuyện này ấy, nói về việc là Alice hỏi đường bạn mèo và bạn mèo chỉ đường cho Alice. Nhưng ý kiến của bạn mèo khi mà hỏi tự bản thân bạn ấy là bạn ấy sẽ nói nào? Bạn ấy sẽ chọn đường tắt. À, đây cô sẽ mở cho các bạn nghe một lần nữa nha. Đây chỉ câu chuyện ngắn thế này thôi, đúng không? Dựa vào đúng có những cái thứ đây thôi. How can I find her? Alice nói gì? Wow. Alice đã nói gì nhỉ? Alice đã nói gì? Có biết không? Không nghe được. How can I find her? Cái này để cô dịch cho nhỉ? Oh, how can I find her? Làm cách nào mà tớ có thể tìm được bà ấy? Wow. Wow. Ừ thì... Some go this way. Someone go this way. Không, số người thì sẽ đi đường này. Some go that way. Không, một số người thì sẽ đi đường kia. But as for me, myself personally. Nhưng
mà nếu mà hỏi ý kiến cá nhân của mình và tự mình trả lời thì I prefer the short cut. Thì tớ ưu tiên đường tắt. Ok. Đúng không? Mình sẽ ưu tiên đường tắt. Đó. Cái câu chuyện nó chỉ ngắn thế thôi. Nhưng mà sao? Nhưng mà ở đây cô có một cái, đúng không? Thì mình sẽ có những cái nhân vật này, mình sẽ có những bạn nha. Thì bạn sẽ kể chuyện cho cô nha. Và cô hướng dẫn nè, cả con nè. Ở trên Pantado hiện tại bây giờ đang có cuộc thi Super Kid, đúng không? Mà cô thấy lớp mình học rất là giỏi. Mấy cái nhân vật như là Hiệp này, với cả Khánh Hà này, Ngọc Anh này. Đấy, Ngô Ngọc Anh ấy. Đấy, ui dồi ôi. Đấy, cái bé Ngô Ngọc Anh này, Gia Linh này. À, Bách. Rồi là Vương, Vương này, Ngọc này. Đấy, anh Khoa này, Minh Đức này. Minh Đức thì chưa, An Phú đó. Đây, Hiệp với An Phú. Thì là những cái bạn mà có thể là thi Super Kid rất là được. Và các bạn sẽ, đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Thì các bạn lên, bạn sẽ cố gắng là một là kể chuyện này, hai là có những cái hình thức như là mình xây dựng mô hình chẳng hạn. Mình làm mô hình này, mình thuyết trình về cái mô hình mình làm. Ví dụ như mình làm nhà này, hay là mình làm nhà búp bê, hay là mình có những cái bài thuyết trình hơn nữa thì mình có thể là nói về COVID các thứ. Đấy, nếu mà bạn nào nói được. Đúng không? Mình có thể nói mà lớp mình học rất là tốt, có biết. Cho nên trong tuần này, đúng không? Hãy cố gắng nhá để mình có thể dự thi Super Kid và các bạn thể hiện khả năng của mình. Tại vì là hiện tại bây giờ có nhiều bạn thì rất là bận học. Nhưng mà không sao, đúng không? Super Kid. Các bạn rất là giỏi, các bạn rất là giỏi. Thì cô sẽ cho các bạn xem ở trên... trên này xem Super Kid là gì nha. Đúng không? Cái ở trên Facebook này. mà tuần nào cũng có giải mà lớp mình thì không có giải, không phải mà lớp mình kiểu học giỏi nhưng mà các bạn lại không thi, không biết thi ấy, không biết là có cuộc thi này. Thì cô giới thiệu một chút nhá. Đây Super Kid thì mình đã học được 4 tuần rồi, đúng không các con? Mình học được 4 tuần rồi và các bạn thi thì giải cứ đều đều thôi, giải cứ đều đều thôi đấy. Đây này, chú Mạnh Quân Nguyễn đây này, chú ấy có hôm trước là bạn có bạn Nguyễn Diệu Hương bạn thi này. Các bạn thi Super Kid thì cũng đơn giản thôi. Các bạn đúng là hashtag Super Kid, nhưng mà mình sẽ làm cái bài của mình nó đặc sắc hơn, nó đầu tư hơn. Đúng không nhỉ? Ui, đây anh Khang cái này, Võ Minh Khang này nói hay này. Làm bài toàn tốt thôi, An Phú cái này đấy. Mà không thi Super Kid thì phí lắm. Các bạn nhớ nhá, mình sẽ cố gắng làm sao mà để mình có một cái bài Super Kid chuẩn nhất. Mà còn sắp đến Trung Thu nữa, bao nhiêu lộc quà luôn. Đấy, mình thi nha, rồi thì mình sẽ gửi bài nha. Mình tại nha, nhớ là có thể là mình nghĩ ra một cái chủ đề gì, đúng không? Mình chủ đề để nói, xong rồi mình quay lại, hoặc là mình làm mô hình, mình quay lại để thuyết trình. Ok. Nào, cả lớp có ready để thi Super Kid không? Hơi sợ à? Có sợ không? Có sợ không? Không đúng không? Chuẩn luôn, có gì mà sợ nhỉ? Chả có gì sợ hết. Lớp mình toàn các Super Kid và cô biết là lớp mình rất là super. Vì vậy không có gì giờ hấn gì mà từ bây giờ cho đến lúc Trung Thu mà không có bạn nào mà rước tiền với rước của về nhà hết, đúng không? Rồi, thế nhá. Bài tập thì cô sẽ ra cho cả lớp ở trên nhóm. Thì bố mẹ sẽ xem và hướng dẫn các con làm. Còn bây giờ thì cũng đã đến giờ phải nghỉ rồi. Không là các bạn sẽ díu cả mắt vào các bạn không để học nữa, đúng không nhỉ? Đó rồi thì cô sẽ bye bye các bạn, à, đúng không? Bye bye Hiền nha, bye bye các bạn nha. Để các bạn đi ngủ này. Brush teeth and wash face before going to sleep. And goodbye, see you soon. Bye bye. Cô sẽ mở mic cho các bạn nha. Bye bye. 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 Bye bye.
Bye. Yêu bạn nhớ nha. Goodbye. Good night. Good night. Good night. Goodbye. Bye bye. 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 Bye b